Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 2.500 cái token LGX. Thì đây là cái dự án coi ví của cái ví Legend Wallet nhé. Thì lần trước mình đã có làm một cái video để hướng dẫn mọi người đăng ký cái ví này. Và mỗi một lượt đăng ký thì mọi người sẽ nhận được 35 cái đồng token LGX này. Thì dự án này là một cái dự án khá là tiềm năng nên mọi người đừng bỏ qua cái kèo này nhé. Thì hiện nay cái dự án này thì trước đây nó đã có một cái airdrop là tải ví này, và bây giờ là sẽ có một cái airdrop nhận 2.500 cái đồng token LGX, và nó sẽ có một cái chương trình claim cái đồng token LGX này, và mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cái dự án claim. Cái video claim thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn riêng cho mọi người nhé. Rồi để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start đây. Rồi sau đó chọn Join Airdrop. Và mọi người sẽ lần lượt join vào các kênh này cho mình. Ở đây thì sẽ có rất nhiều kênh Telegram, mọi người sẽ join vào hết cho mình nhé. Rồi quay trở lại, join vào kênh thứ hai. Tiếp tục join vào group này. Quay trở lại join vào group 2. Thì với cái dự án này thì hiện nay ở trên những cái kênh của nó thì đã có hơn 54.000 lượt người theo dõi này nhé. Mọi người chú ý cái dự án này nhé. Tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó, kênh liên kết 1 này. Rồi kích chọn join. Sau đó quay trở lại join tiếp vào kênh thứ hai. Rồi quay trở lại join vào kênh thứ ba, chọn join này. Rồi sau đó quay trở lại và mọi người sẽ follow Twitter này. Chọn theo dõi này và quay trở lại. Sau đó thì mọi người sẽ retweet và test thẻ 5 người bạn. Rồi thì ở đây cũng đang có một cái dự án là claim cái đồng token này nhé. Và mọi người kéo xuống dưới này. Với cái dự án này thì hiện nay nó đã có CZ Binance theo dõi, đang theo dõi cái dự án này nên rất là ok. Mọi người sẽ test 5 người bạn vào đây cho mình. Rồi sau đó chọn tweet lại và quay trở lại bot. Tiếp theo thì mọi người sẽ join vào 1, 2, 3, 4 kênh Telegram này và comment trong các kênh này nhé. Rồi mọi người sẽ comment vào từng kênh cho mình. Rồi sau đó copy luôn để ok này. Quay trở lại này, tiếp tục comment vào nhóm thứ hai. Quay trở lại channel 1. Rồi channel 2, mọi người sẽ bấm vào comment đi. Kênh này không cho bình luận. Mọi người chờ chạy hết dây xem sao. Rồi gửi lên. Quay trở lại này. Comment tiếp. Comment lại vào cái kênh này cho mình. Rồi ok. Quay trở lại bot. Bấm chọn Submit. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập username của Telegram. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập profiling của Twitter.
Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC nhé. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ có thể là bấm chọn withdraw này. Thì với cái dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 nhé. Và nó yêu cầu của nó là mọi người sẽ phải tạo được 3 cái rep này thì mọi người sẽ nhận được cái đồng token này nhé. Ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.